Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ thử yêu. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Huỳnh Quý. Công việc hiện tại của mình là diễn viên. Trước đây thì mối tình chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, cũng trải qua dăm hai ba mối tình gì đó. Sâu đậm nhất là mối tình thời học sinh sinh viên, đó là thời cấp 3. Mẫu hình lý tưởng của mình là dễ thương, xinh xắn, hiền lành, tóc dài dài đen đen mượt mượt xíu. Đồng thời thì có những suy nghĩ chín chắn, chững chạc, trưởng thành. Và đôi lúc thì cũng hơi nũng nịu, nhõng nhẽo một tí. Đến với chương trình 24 giờ thử yêu thì biết đâu mình may mắn mình có thêm một mối quan hệ đặc biệt hơn, có thể tiến xa hơn nếu như người con gái đó phù hợp với những quan điểm của mình. Thì không biết là cái bạn nữ ngày hôm nay là ai, là đối tượng như thế nào, nhưng mà bây giờ mình sẽ nghĩ một cách xuất hiện làm sao đó thật bất ngờ, thật đặc biệt. Thang 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 thang. Đó, mình sẽ giấu đi gương mặt thật của mình bằng một gương mặt đẹp trai hơn cả bình thường nữa. Em xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình 24 giờ thử yêu. Em tên là Dương Gia Mỹ, năm nay 21 tuổi và đang là diễn viên và sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đến với chương trình 24 giờ thử yêu thì em cũng rất là hồi hộp và gọi là háo hức, là không biết là mình sẽ trải qua những cái giai đoạn để bắt đầu một mối quan hệ trong vòng 24 giờ sẽ như thế nào. Mẫu người con trai khiến em thu hút đó là sẽ là những người trưởng chạc và lớn tuổi hơn em một chút. Em rất là thích nhìn cái mũi của người con trai, nhìn góc nghiêng á, rất là bị thu hút, mình cứ phải nhìn hoài như thế này. Như vậy thì mà tới giờ người con gái đặc biệt ngày hôm nay chuẩn bị xuất hiện và Huỳnh Quý sẽ sử dụng thuật ẩn thân biến hóa của mình, biến mất khỏi nơi này và lát sẽ xuất hiện tạo bất ngờ cho người con gái đặc biệt ấy bằng một cách đầy huyền bí và đặc biệt nhất. Biến hình. Ủa sao không có ai chơi vậy? Ôi, tưởng trong này sao không có ai hết trơn vậy? Lại rung quá, lạnh cả tay hết rồi. Sữa. Dạ, cảm ơn anh. Anh có để ngoài ở đây được không? Dạ được, anh ngồi đi. Cảm ơn. Trời ơi. Em có thể vui lòng chỉnh lại cái đầu giúp anh được không? Hơi mất phương hướng một xíu. Ok. Em run quá em hồi hộp. Bây giờ còn hồi hộp nữa. Anh còn hồi hộp hơn em nữa. Anh có định gỡ cái này ra không? Ok. Bây giờ cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi! Con mặn quá! Bây giờ anh có thể thấy được dung nhan em rõ hơn rồi đó. Mình nói chuyện bình thường đi anh. Mình nên nói chuyện bình thường hả? Anh rất vui được gặp em ngày hôm nay. Trước hết thì anh xin phép tháo cái mặt nạ này chứ ngập quá. Em diện kiến dung nhan thật của anh nhé. Em có đoán được anh là ai chưa? Anh này có một cái đồng hồ, mà cái đồng hồ này là buổi đầu mày đã ngỏ lời Mỹ xin rồi. Nó là dữ liệu thứ nhất là cái đồng hồ, dữ liệu thứ hai là cái áo khoác. Áo khoác anh mới mua.
ông ấy là anh mới mua hôm qua. Cái áo này bị có một lần hai anh em đi lên đề với nhau, anh ấy đã mặc cái áo khoác này rồi. Anh hề với em, anh mới mua hôm qua luôn á, chưa bao giờ mà anh bận khi gặp em. Em có nhầm lẫn ai mà nói thiệt. Và cái màu tóc, cái màu này lúc mà mới nhuộm á, có hỏi em là sao màu này hợp không, sao màu này hợp không. Dựa trên ba cái dữ liệu đó thì Mỹ đã kết luận chính xác đây chính là anh Lincoln. Trong gia đình là số 1 thì em có đóng với anh B, Max, anh Quỳnh Quý, anh Phát La, anh Thúc Lĩnh, Lincoln. Người anh mà thân với em nhất là anh Quỳnh Quý. Mẫu người của em hả? Chắc là giống anh Thúc Lĩnh hả ta? Đối với em thì anh Lincoln là một người rất là tâm lý, dễ thu hút đối phương, bởi vì anh Lincoln có rất là nhiều tài lẻ, biết ảo thuật. Anh Lincoln là người Pháp cho nên là cái cách nói chuyện anh nói người Việt, tiếng Việt các không có rõ và cái giọng hay bị lớ lớ rất là dễ thương. Kết luận chính xác đây chính là anh Lincoln. Cái gì kỳ vậy? Anh chờ với em. Không bao giờ. Anh nghĩ là em sẽ không biết đoán được anh là ai đâu. Dạ. Uh-huh. Thắng nha. Mặt củ xì. Cái người không phải mẫu của em là ba anh còn lại luôn. Tại vì á, theo như em quan sát thì ba anh còn lại anh nào cũng thả thính nhiều á. Và em thì không thích những người con trai mà tung thính nhiều quá ở ngoài. Em sẽ thích những người nội tâm và sống kín kín một chút. Thực sự thì cảm giác của em như thế nào khi mà biết anh có mặt ngày hôm nay? Thì giống nãy đó, anh nói là em rất là bất ngờ. Em không nghĩ là người đó lại là anh. Cảm giác của anh á, như thế nào? Sợ. Ai làm gì anh mà anh sợ? Thật sự là khi nãy mà lúc mà anh núp ở trong trọng á. Ồ vậy hả? Anh thề em là anh rất là hồi hộp luôn á, tim đập thình thịch. Thiệt không? Này nói thiệt không? Cái này nói thiệt. Thiệt hả? Rất là nghiêm túc, thiệt. Coi như là bây giờ mình xóa hết mọi trước về nhau đi, hiểu không? Mình đừng có là Quỳnh Quý Kỳ Quang của gia đình là số 1, đừng có là Gia Mỹ tâm ý của gia đình số 1 nữa. Chào mừng các bạn đã tới với hai buổi chơi tình yêu. Đây là buổi tổ lịch trình hai bạn đọc và thực hiện những yêu cầu của mình. Cảm ơn chị. Và bây giờ là trải nghiệm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay tại quán trà sữa tình nhân. Chỉ có duy nhất hai người ở đây. Hai bạn hãy ngồi sát nhau và thể hiện những cử chỉ bột cặp tình nhân. Cái gì vậy? Ôm lại kỷ niệm hẹn hò với người yêu cũ. Hay từng làm trước đây. Khó thì ta. Chứ. Bây giờ xin phép em ha, xin phép Gia Mỹ. Anh có để tiến gần cái cự ly khoảng cách với nhau một xíu không? Ha. Ok. Em dính gì trên tóc nè? Ok, em đẹp rồi đó. Sao nó lạnh, anh thổi cho nó nguội. Sao em lạnh uống? À, đừng, em đừng làm gì hết. Bữa nay để anh chủ động hết tất cả mọi việc. Tay em lạnh. Em lạnh hả? Lạnh xong nói anh sớm. Em ấm chưa? Lần đầu tiên người yêu cũ em đâu làm vậy đâu. Chứ làm sao? Người yêu cũ em sẽ... À, điều anh hiểu, ok kìa. Em thấy ấm hơn chưa? Được rồi, đủ rồi. Hả? Đủ ấm rồi. Nên chưa đủ. Chưa đủ hả? Nên chưa đủ. Bản thân của Quý là một người thiên về xu hướng gia đình tình cảm. Đôi khi thì mình sẽ có những hành động hơi ngôn tình một tí, lãng mạn một tí. Người lạ thì mới có những cái cảm xúc nó thật được chứ. Ví dụ như người quen á thì mình đã quen nhau trước rồi và rất là khó để có những cái cảm xúc thật. Nói chứ mẫu hình lý tưởng của em về một người bạn trai là như thế nào? À, chín chắn. Anh có thừa cái sự chín chắn mà. Trưởng thành. Anh trên 18 cộng rồi. Đặc biệt là không thả thính dạo. Anh nghĩ sao? Anh thề với em mà từ nãy giờ anh không hề thả cái gì hết, anh nói thiệt. Chưa bao giờ mà anh có những cái hành động mà... Thì em chỉ nói là cái đó là mẫu hình lý tưởng của em thôi, chứ em không có anh đâu, đúng không? Thì làm em nói với anh đó. Anh thấy nãy giờ những cái điều em nói là anh đều có hết. Thật á? Thiệt. Ừ, vậy anh là mẫu người lý tưởng của em rồi đó. Còn em biết mẫu người lý tưởng của anh là ai không? Là em, đúng không?
em đúng không? Chính xác. Nãy giờ em bớt lạnh chưa? Em bớt từ lâu rồi. Anh đã gì ta? Nó giỡn chứ. Gì vậy? Em đâu có lạnh cái người đâu. Lo cho em. Không, nhưng mà em lại lo cho anh. Không, không ạ. Hả? Em lại lo cho anh. Anh lạnh, em áo tay dài không sao? Sao, ấm không? Người kêu cũ anh còn chưa làm như vậy với anh nữa, nói thiệt. Dạ. Thì hãy để em làm điều này đầu tiên cho anh. Anh hy vọng là nguyên ngày hôm nay chúng ta sẽ có những trải nghiệm về tình cảm, nó gọi là trên mức bạn thân một xíu. Em có sẵn sàng chưa? Em lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng. Ok, chúng ta sẽ có những trải nghiệm đặc biệt tiếp theo trong ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức hẹn hò với nhau. Chính thức hẹn hò. Ôi xưa lúc mà mới quen người em chủ động vậy hả? Em không có phải người kiểu kiểu vậy á. Bánh bèo hả? Mình thích gì thì mình làm thôi. Thì là em thích anh đúng không? Chứ sao em hôm nay em không thích anh, hôm nay cái gì? Em cái yêu gì? Anh. Trời ơi. Anh nói cái gì cũng được từ không? Đừng có sắm dội quá. Mình chưa có trải nghiệm đi chơi vậy sao mà em nói em yêu anh là thiệt sự. Em đừng nghĩ anh dễ dãi, thiệt sự anh không phải là người dễ dãi đâu. Nhưng mà hôm nay là 24 giờ thử yêu chứ có phải là 24 giờ. Chưa được 1 giờ đâu. Nữa mà em nói yêu rồi hả? Anh có thích con gái chủ động không? Nói chung là thiệt sự là anh thích con gái là chủ động, đúng trường hợp, đúng hoàn cảnh. Thì trong hoàn cảnh trong cái xe này có cảm giác anh hơi bất động trước những hành động của em. Anh cụ thể đi, ví dụ như nào? Nói chung là thật sự là cũng thích một người con gái chủ động. Nhưng mà tùy tình huống, tùy hoàn cảnh. Có những trường hợp thì đàn ông mà, con trai mà luôn phải chủ động trong mọi thứ chứ, đúng không? Thì lâu lâu có những cái thay đổi một xíu. Thì hôm nay cũng khá là thú vị khi mà mình bắt gặp được những hành động chủ động của em. Thật không? Thiệt. Anh có bất ngờ gì điều đó không? Tại vì trước giờ rất là bất ngờ luôn á. Trước giờ trong mắt anh em là người như thế nào? Kỳ. Hả? Kỳ diệu lắm. Ý anh là em là một người kỳ diệu, một cô gái rất là đáng yêu, dễ thương. Nói chung là hôm nay em sẽ cố gắng để được. Chúng ta sẽ có một tình yêu thật là đẹp trong vòng 24 giờ. Sao 24 giờ hết đẹp đúng không? Không, đó là chuyện tương lai anh à. Ok. Trong 24 giờ sẽ đẹp nhé. Rồi đó, thấy không? Bữa nay anh sẽ dẫn em có những trải nghiệm đặc biệt. Cái này trời sao anh? Em thấy mấy cái này là mấy gì em biết không? Em không biết luôn á. Cái này người ta gọi là board game. Là gì? Tên tiếng Anh nó là board game. Biết rồi nhưng mà chơi sao không lẽ? Bây giờ em nhìn hình đi, em thích trò nào? Em thích nào mà trải nghiệm cảm giác mạnh. Trải nghiệm cảm giác mạnh đúng không? Ok, anh nghĩ là em hợp với trò chơi Samurai. Vậy thì anh nghĩ trò chơi này sẽ phù hợp nhất với em luôn. Nè. Một trò chơi hết sức là kịch tính, lôi cuốn, hấp dẫn. Chúng ta cùng nhau đến với trò chơi Ngọn Tháp Tình Yêu. Ngọn Tháp Tình Yêu. Không có trò này đâu. Em hướng mắt về đây. Đây. Ngọn Tháp Tình Yêu. Ngọn Tháp Tình Yêu. Đúng vậy. Mời em ngồi. Cái này á hả? Đúng vậy. Cái này gỗ mà. Em nhìn sao cái này là cái ngọn tháp, cả một cái công phu mà gọi là anh dành hết tuổi thanh xuân của mình anh xây dựng lên để không? Để cho em có những trải nghiệm thú vị về ngọn tháp tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Ngoài cái cây cột ngọn tháp tình yêu này thì nó còn một món đồ rất là đặc biệt bổ trợ cho cái trò chơi này trở nên kịch tính và hấp dẫn. Chờ anh một chút nha. Wow. Tuyệt vời quá anh ơi. Đó. Hay ghê chưa? Anh có biết là cái gì không? Đây là những dòng tâm tư tình cảm của anh dồn hết vào những tờ giấy này. Cứ em rút một cái là em sẽ mở một tờ giấy ra coi. Em sẽ hiểu được con người thật. Còn của sao anh. Sao cái trò chơi nhìn nó lạ vậy trời? Trời kịch tính vậy thôi chứ. Bây giờ luật chơi của cái game cây cột tình yêu này á là ở đây sẽ có những thanh gỗ. Nhiệm vụ của anh và em á là sẽ thay phiên từng người rút thanh gỗ làm sao đó để cho cây cột này nó không có bị ngã.
Dạ, nếu như mà anh rút được cái thanh gỗ này mà cây cột không bị ngã, thì cái người còn lại á có nhiệm vụ á là sẽ bóc mảnh giấy này và thực hiện những cái thử thách trong đây. Em sẵn sàng chưa? Okay. Cái luật chơi nó đơn giản như những gì anh nói nãy giờ không? Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Thể hiện sự quyết tâm của mình coi nào. Không không không, thể hiện sự quyết tâm của mình coi nào. Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách này nhé. Xí sùm. Xí sùm lấy quảnh tù xì á hả? Thôi anh là đàn ông trai mà anh lady first lắm. Ồ. Anh ưu tiên em bóp trước. Dạ. Yeah. Người thật là... Ha, xí. Nếu mà bây giờ mình chơi, mình rút từ trên xuống á, thì anh nghĩ nó quá đơn giản. Để tăng phần kịch tính thì rút từ dưới lên. Gì? Đúng rồi, hiểu không? Ê, nó cứng thiệt ạ. À. Để tăng cái phần kịch tính hơn nữa thì chúng ta chỉ được dùng một tay thôi, hiểu không? À. À, quên nữa, còn một cái nhiệm vụ nữa là khi nào cây cột này, nếu mà cây cột này đổ thì em sẽ chịu một hình phạt nặng nề khủng khiếp từ anh nhé. Áp lực quá. Áp lực. Chứ anh thấy là nó đổ rồi đó. Anh không ngờ em là một cô gái tinh tế, nhạy bén như vậy. À, em rút được, vậy bây giờ anh sẽ là người bóc thử cái tờ giấy này để xem thử thách trong đây là gì hả? Là anh sẽ trả lời luôn đúng không? Ừ, hay là muốn trả lời luôn? Không, không. Ok, vậy anh trả lời nha. Ừ. Bút. Búng tay. Tức nghĩa là em búng anh đó. Anh sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng. Ok, rồi đó. Đủ rồi. Nãy tình đi, nãy tình đi. Nãy tình mốt ngày trước đó đi. À. Không, em... Em chơi mạnh nha. Em không dám làm đau anh, em nói thiệt. Tại vì người yêu em mà làm sao em nở. Trời ơi. Em là bét thả thính luôn á. Em là nữ quần thả thính luôn á. Ok. Anh đó. Trời ơi. Kịch tính đi chứ. Gì vậy? Gì vậy? Đứng bây giờ ta. À, có hàng, có hàng, có hàng. Dễ dàng, dễ dàng, dễ dàng. Là em bị bóc đúng không? Hớp hơi. Nói về 3 điểm bạn không thích ở đối phương. Trời ơi, em bóc ngay cái tờ giấy khó nhất luôn á. 3 điểm em không thích ở anh Quý. Bây giờ em nói thiệt nha, nghiêm túc nha. Em cứ nói thiệt đi. Em đừng nói anh hay thả thính nha. Không, không, không có thả thính. Mà không, mày khó thiệt. Em mới công nhận là khó thiệt. Phải kêu em kể điểm thích thì em kể rất là nhiều. Nhưng mà nói không thích thì khó. Thì bây giờ em không trả lời được thì coi như em chịu phạt thôi. Bây giờ em trả lời 1 điểm được không? 3 điểm nếu mà không đúng như trong tờ giấy thì em sẽ bị chịu phạt á. Khó quá à, bây giờ thích hết rồi không nói được. Bây giờ chịu phạt luôn á. Đáng yêu dữ trời. Đáng yêu dữ trời. Thôi giả bộ đi, giả bộ đi. Chứ anh biết là anh hoàn mỹ rồi đó, hiểu không? Nhưng mà cứ giả bộ, cứ nói những điểm mà không thích đi. Hết tất cả những thứ được thì anh. Thôi được rồi. Cái này là thưởng, đưa cái mặt này ra là thưởng mấy bạn, hiểu không? Bây giờ nhiệm vụ của em là tạo 3 biểu cảm thiệt là bựa. Anh muốn thấy ngay lúc này. Bựa nhất hả? Lầy lội nhất, bựa nhất, hài hước nhất, vui nhộn nhất. Anh sẵn sàng chưa? Khủng khiếp thiệt chứ. Ok, ok. Được chứ, được chứ. Em là dễ thương một cách khủng khiếp đó. Em đáng yêu lắm. Được lắm cô gái à. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chơi nhé. Ê, cái này nhẹ nè. Rồi, ông dễ vậy trời. Hãy làm một hành động mà đối phương yêu cầu. Cái gì vậy? Cái em làm em tỏ vẻ đáng yêu quá hả? Là em có quyền yêu cầu. Ok, em cứ yêu cầu bất cứ cái gì anh sẵn sàng anh làm hết cho người con gái mà anh hẹn hò ngày hôm nay. Hả? Làm gì? Sao má em nghe cái gì? Làm cái gì? Hả? Em có thể nói cái gì không? Mình có thể sử dụng ngôn ngữ mà. Anh hãy tặng vào má em một nụ hôn đi. Really? Ừ. Sao nhìn em với mắt kỳ cục vậy? Cái đó là chịu phạt á hả? Ừ. Anh có dám bao giờ dám làm việc đó với em đâu đúng không? Thì bây giờ là không chịu phạt đó nè em đi. Thiệt á hả? Mình... Cho anh gúp lại. Ok. Đó, em tự cảm nhận được, không cần phải chạm vào mới cảm nhận được. Em sâu vậy là em deep vậy luôn hả? Hạnh phúc với cái thử thách này chứ. Hạnh phúc.
Ok, tiếp tục nha. Sao cứng dữ ta? Khó quá, không biết cái nào đây. Khó thiệt chứ. Anh thấy nó hơi rung rinh rồi đó. Tình cảm anh hơi bị bền chắc đó cô bé à. Hai bạn hãy diễn lại một cảnh phim lãng mạn mà đối phương thích. Cảnh phim lãng mạn hả? Nào giờ anh có phim kinh dị không? Em thì có phim hành động. Em đừng có nói diễn lại cảnh hành động nha. Nhưng mà đã phim yêu cầu là phim lãng mạn mà. Ok, em thích phim lãng mạn, phim gì? Thì lãng mạn thường sẽ người ta sẽ liên tưởng đến phim Hàn Quốc, phim ngôn tình. Rồi, anh cho em nói cái nội dung đó, anh sẽ tái hiện lại. Em thích cảnh của Jack and Rose trên tàu Titanic đó. Ảnh lãng mạn kinh điển của thế giới luôn á. Ok, vậy thì anh sẽ thỏa mãn cái yêu cầu của em. Anh ra diễn đi. Cảnh lãng mạn phải có hai người chứ sao diễn một người. Nhưng mà em diễn một người là lãng xẹt đó, hiểu không? Đó, mũi thiền. Đây là gió, biển. Mặt sóng gió vậy. Hơi khóc với mặt. Rồi. Anh là anh phải ôm em đó. Con bé nó dư cái sự chủ động đi chứ. Ok. Làm đi. Nắm tay nha. Nắm tay hả? Trong nhóm phim. Đang nhau vậy hả? Ờ đó. Cái gì vậy hả? Em nhớ là em tưởng là kiểu về ôm vậy nè. Vậy nè anh ơi. Đây, ồ, vậy đó mà. Đó, xong, hát nghe mình đung đưa nha, mình muốn nha. Rồi, giang hai tay ra hướng sóng. Hỡi gâu của lòng anh. Ơi, chàng ơi. Em có đang cảm nhận những cơn gió biển dập dìu? Chưa. Lãng mạn phải cho tới đúng không? Bỏ đi anh ơi. Nghĩ đi. Gì kỳ vậy? Bỏ đi. Trời ơi. Được rồi, đủ rồi. Lãng mạn chứ dư. Chưa lãng mạn. Em cảm thấy lãng mạn là đủ rồi. Rồi tiếp đi tới em á. Bây giờ nhìn là chọn liền á. Chằn mặt anh. Cúc gỗ nó tự làm. Em vô can. Em nhẹ nhàng xíu đi không em? Tém lại bớt. Thể hiện cử chỉ thân mật mà bạn hay thích làm với bạn. Thường thường người em sẽ làm gì nè? Thân ghê vậy. Nắm con dập mật tao luôn á thiệt. Thiệt. Em thích trẻ. Thì em làm lại nha. Thân mật quá đó. Dễ thương quá. Ok, mình tiếp theo nhé. Tới lượt anh đúng không? Cái nào vậy trời? Nhìn cái nào lấy cái đó nha. Ờ vậy đổ á. Y lấy cái ly ra để mất công đổ, đổ ly. Ui, hay chưa vậy? Hay chưa, anh có tầm nhìn trời lắm. Ơi. À da. Vẫn còn dư âm của cái sự thân mật của em đó. Trời ơi, cái này là đu đích lắm luôn nè. Hãy nhảy một điệu nhảy thiệt là quyến rũ sexy. Mấy này sao chơi được. Trời ơi, phải thử chứ trời. Cái này là đơn giản nhất. Từ nãy giờ anh thấy bóc là đơn giản nhất rồi đó. Thử đi. Thôi không nhảy sexy đâu. Nhảy gợi cảm không được nữa, không cười sexy đâu. Nha. Thôi chơi chơi. Rồi bây giờ thử thách nhảy điệu sexy của Gia Mỹ bắt đầu. Mà chừng chặt cổ nha. Cái gì vậy? Cái này giống như tôi chịu phạt chứ không phải là Mỹ chịu phạt nha. Móc móc gì vậy? Trời ơi, ok. Đủ chưa? Ok, đủ rồi. Cảm giác như giống như là anh bị phạt hay là em bị phạt á, em hiểu không? Giống như là một lần. Đấy, sắp ngã rồi đó. Hay vậy ta. Cái này giống như ăn ở sao á. Nói về 3 điểm mà bạn thích ở đối phương. 3 điểm mà anh thích ở Gia Mỹ. Chịu khó. Chịu khó cần cù. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là biết lắng nghe. Đôi khi anh biết con người em toàn những khuyết điểm rất là nhiều. Nhưng quan trọng là em học cách chấp nhận và biết lắng nghe. Ở em có cái sự là tuổi trẻ, dễ thương, đáng yêu. Thôi như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Chứ nói thêm nữa mất công
lên tên mày nữa, tự ái lên mới không là tự cao này nọ nữa. Thôi thật ra nhiêu cũng đủ vui rồi. Em cảm ơn anh. Thiệt đi. Không được. Không được. Thôi đi. Ok, tiếp nào. Ba anh ạ. Em hết luôn á. Tại em lúc hồi nãy nó lung lay đó. Tình yêu tan vỡ rồi. Bây giờ em sẽ phạt anh nhảy đêm nhảy sexy. Thiệt á, anh làm cái gì anh cũng không bao giờ. Anh thích một sự lặp lại tái diễn. Nhưng mình hãy làm những cái mới đi. Không, nhưng em thì thích. Và anh phải theo ý của em. Vậy anh thua mà. Em phải hứa cho một chuyện. Anh sẽ nhảy sexy cho em. Nhưng mà trước khi anh nhảy, em phải hứa cho một chuyện. Cái gì? Em sẽ không bị quyến rũ bởi điệu nhảy của anh nhé. Chắc chắn hứa với anh là em sẽ không bị rung động nhé. Vậy anh biết là sau khi anh nhảy xong em sẽ không chịu được nổi đâu. Anh nghĩ là em sẽ yêu anh đó. Ok, hứa đi, em hứa đi. Em đã yêu anh ngay từ giây phút mà mình đi qua đây rồi. Cần gì sau khi nhảy mới yêu. Ok, em hứa nha. Cái gì? Cái gì? Đó, anh sexy hết cỡ luôn đó em. Ok, hôm nãy là đủ sexy rồi đó. Được rồi đó. Không rồi đó. Tình yêu của mình tới đây là như vậy rồi đó.